Thưa quý vị, sáng nay tại công trình tuyến nối quốc lộ và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đến khảo sát tình hình thi công công trình và thăm hỏi chúc Tết Giáp Thìn năm 2024 cán bộ công nhân thi công công trình dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nghe báo cáo tiến độ thi công công trình. Dự án được chia thành 3 gói thầu xây lắp đang triển khai thi công đồng loạt, tổng lũy kế sản lượng đến nay đạt 84%. Theo Ban Quản lý dự án, nguyên nhân gây khó khăn hiện nay là nguồn cát đắp và dẫn đang thiếu, nên cần phải gia hạn thời gian hoàn thành dự án so với hợp đồng đã ký. Khối lượng thi công các hạng mục chính cơ bản hoàn thành phần cầu. Hiện nay, bản mặt cầu, gờ lan can bê tông và lắp lan can thép đã hoàn chỉnh, phần đường đã hoàn thành 100% đắp các nền đường và gia tải. Theo Ban Quản lý dự án, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024 sẽ thi công lớp cấp phối đá chầm và tiếp tục thi công cuốn chiếu từng hạng mục. Để kịp tiến độ, đơn vị đã bố trí 3 ca 4 kiếp rút ngắn tối đa thời gian thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng vào cuối tháng 7 năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đánh giá rất cao sự nỗ lực công tác phối hợp giữa các đơn vị với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thi công thời gian qua. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý cần khẩn trương thi công các công đoạn còn lại, bố trí tăng ca, nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, qua đó giúp tỉnh An Giang sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước gửi lời chúc Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, công nhân tại công trình. Đồng thời bày tỏ mong muốn các đơn vị khẩn trương thi công phân công đảm bảo chất lượng tiến độ công trình đề ra. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đã trao tặng quà Tết cho các cán bộ, công nhân thi công tại công trình dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.